Gu Food xin chào đến tất cả mọi người. Thì xin giới thiệu với mọi người, đây là chị Lan, một mạnh thường quân, luôn luôn đồng hành cùng kênh Gu Food để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại là Gu Food cùng với chị Lan là đang ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, là ở gần ở nhà của chị Lan. Thì chị Lan có biết một cái hoàn cảnh khó khăn ở gần nhà chị, đó là một người mẹ trẻ nuôi 5 người con và không có nhà cửa để ở, đang ở tạm trong một người nhà của một người dân khu vực. Chị Lan trước khi vào trong nhà để mà biết thêm cái hoàn cảnh thì GoFood sẽ phỏng vấn chị Lan một chút xíu, tóm tắt câu chuyện về người mẹ trẻ nuôi 5 người con này. Thì cái gia đình này là như thế nào, chị Lan có thể chia sẻ tóm tắt chút xíu để mọi người biết trước chút xíu không chị Lan? Thì chị cũng biết được cái hoàn cảnh này là ở cùng chợ với chị mà gần nhà chị luôn. Thì có chồng mà 5 người con, mà chồng chết cách đây 6 năm rồi, thì bỏ lại 5 người con mà không có nhà, không có cửa gì hết trơn á. Thì làm mộc á, thì nuôi mấy đứa nhỏ hồi trước hột sâu rồi đó. Nào. Cũng đáng thương lắm, mà giờ kính mong mạnh thường quân thương giúp đỡ cho một mình thì cũng giúp được bao nhiêu hết đó. Với lại em nghe nói là cái nhà này chủ nhà người ta lấy lại. Cái nhà này nhà của cô giáo là cô Lan Thảo ở ngoài chợ, thì cũng định bán á. Định bán rồi giờ mấy mẹ con cũng biết ở đâu nữa, mà giờ chị cũng biết tính sao luôn. Dạ. Bây giờ chắc nhờ chị dẫn em vô trong đó ha. Em chào chị nha. Dạ. Chào con. Dạ, lớn em. Ừ. Chào biết mà. Dạ. Chị nhờ nó thôi đó. Nhờ phụ thuộc nó là chính rồi đó. Dạ. Chị là chị Hường phải không? Đây. Để em ngồi đây em hỏi chị chút xíu nha. Ừ. Chị ngồi đây đi, hơi chó nha. Anh này là ai? Hàng xóm. Dạ. Nó lớn hơn con tuổi mà nó chơi với người. Qua chơi đó ha. Cái nhà đây mình ở là nhà của người ta? Nhà của người ta cho chị ở trước khi chồng chị chết rồi. Hồi trước thì cũng có thuê, nhưng mà sau này chồng chết rồi người ta thấy tội quá rồi người ta cho ở không thôi. Dạ. Người ta nó lấy tiền thì cũng lúc đó cũng khó mà. Thì như thế này nha chị Hường, chị Lan, chị dẫn em vô đây để chia sẻ cho cộng đồng mạng. Thì được biết là chị nuôi 5 đứa con nha, nhưng mà để em hỏi về cái chỗ sinh sống trước kia của vợ chồng chị rồi đó. Thì là chị là năm nay bao nhiêu tuổi, rồi quê quán ở đâu? Chị đó là chị năm nay 47 tuổi, quê quán của chị ngồi Quảng Nam á. Thì chị lấy anh là người ở đây. Trước thì tụi chị cũng đi làm thuê cho người ta, sinh sống nói chung cùng nơi hết á. Rồi đến khi 2017 á, 2007 á, là bắt đầu anh vay mượn á, anh mua lại được cái dàn máy kia rồi. Là về đây là để xưởng làm. Chị cũng theo nghề của anh thì chị làm. À. Ở đây chính xác là ở ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Dạ. Hai vợ chồng ở chỗ này là bao lâu rồi? 10 năm rồi. Công việc của chồng chị lúc mà chưa mất là làm thợ mộc. Hai vợ chồng làm. Rồi ảnh mất rồi chị cũng biết nghề đó ha. Rồi chị làm. Làm về ổn không chị Hường? Sơn là cái tủ, bộ bàn ghế, hay là đóng mấy cái đồ đơn giản, cái giường, cái kệ sách là cái bàn phấn đơn giản thôi. Có nghĩa là sửa chữa đồ tút, đồ sơ sơ thôi. À, chứ còn nói thực làm như người ta không có. Còn ví dụ như mấy cái này là của nhà thờ, người ta đưa qua để mình gia công cho người ta. Mình cúng ván, mình sẽ rong rồi thôi. Chứ sự mình ra thì cũng không có bao nhiêu gì hết. Dạ. Con của chị á, đứa lớn nhất là bao nhiêu tuổi, đứa nhỏ nhất bao nhiêu tuổi? Đứa lớn nhất là 20, và đứa nhỏ nhất là 6 tuổi. Dạ, yeah. Mấy trai mấy gái? 2 trai 3 gái. Cái này em hỏi thật sự nha. Là cái thu nhập trung bình hàng tháng của chị là bao nhiêu ngày mộc này? Nếu mà có việc á, người ta có đặt á, thì cũng được ngày trăm ngàn, là mình lấy công làm lời.
Lấy con mình còn nhiều lúc không có việc thì chỉ ngồi đó đợi thôi, hoặc là ai kêu cái gì thì chị chạy chị phụ thêm, ví dụ kêu chị phụ đám cưới chạy chị phụ ngày, ví dụ 4 giờ sáng chị đi tới 4 giờ chiều về thì người ta trả chị được 200. Còn nếu có ví dụ người ta cần phụ dọn dẹp nhà cửa thì chị tới thì dọn. Vậy cái nghề mộc này không ổn định rồi đó. Một tháng làm khoảng 15 ngày không? Thì nhiều lúc cũng được 15 ngày, nhiều lúc được 20 ngày, mà nhiều lúc chỉ có 10 ngày thôi. Nói chung là tùy theo, như mấy tháng này là còn càng không có luôn. Như từ Tết giờ chỉ có được có 3 món hàng này. Mà vô cái mùa dịch nên là càng không luôn. Giờ nói thật á, mấy cái ví dụ như mấy cái giường đi, nó có hư hay là như thế nào á, thì người ta ra ngoài tiệm người ta mua nó đồ mới rồi này nọ chứ cũng ít lắm. Ít mà sửa chữa mấy cái này. Em cứ nghĩ đi, một cái bàn phấn về đây là giường gỗ của mình nè, công mình nè, mình sơn lên lìa khóa này kia hết tất tần tật có 2 triệu. Dạ. Thì mình cũng không còn bao nhiêu. Nói chung là giờ mình chú ý mình kiếm công mình làm thôi. Nó thay vì mình đi ra làm mướn thì có ai đặt gì đó mình làm cây gốc. Với nó em nói thật sự nha, mình làm ở đây là mình tuốt đồ lại, mình làm không có kịp mà gọi là cái model của người ta. Giờ người ta cứ vài tháng là cứ ví dụ cái bàn học, cái bàn trang điểm này là cứ thay đổi liên tục là mình không theo kịp. Tại vì đồ nghề mình đúng rồi. Tại vì em biết xong bây giờ những cái máy móc nó ra nó hiện đại lắm. Đúng rồi. Mình không có, mình không đủ điều kiện. Mình vô chỉ có được cái máy đó thôi. Chứ còn ngoài ra chỉ có máy cầm tay mình nhẹ thôi. Dạ. Ví dụ như cái em nói ví dụ như gỗ đây, gỗ chị đi, gỗ có thể gỗ tốt hơn người ta nhưng mẫu mã em nói thật là làm không có khéo, không có đẹp bằng người ta. Chỉ có nói là độ bền có thể là hơn người ta. Đúng rồi. Mấy cái chi tiết nhỏ nhỏ đồ không mà. Đây cái giường là người ta đang nhờ mình làm đó hả? Chị đang đặt làm đó mà trúng dịch này tôi cứ hơi ngừng đi rồi qua dịch đi rồi làm tiếp rồi giao, cái giờ làm giao cũng không có tiền nữa. Một cái giường dài rồi mà một kéo đồ ở dưới nữa, rồi ở trên ở phía sau nó là một cái giá nữa mà chỉ có 4 triệu. Hai con chị đó hả? Hai đứa sau cùng là đứa này lớp 1, đứa này lớp 4. Chú chào hai con nha. Chào chú. Ừ ngoan quá. Còn bé đang học lớp 10 là chồng mấy đứa nữa nè. Chồng chị là mất 6 năm. Mất 2004. Mới sanh bé này là con mất. Con này được 1 tuổi. Con tuổi là 3 tuổi. Ừ. Ráng lây lắp nuôi rồi tụi nó cũng ráng ăn học. Nói chung chị nuôi con chị ăn học ở nhất nhà. Đứa nào bệnh chị Lan? Cái em trai hồi nãy là anh cả là 20 tuổi. Đây 18. Xong tới bé này. Này là 10 tuổi nè. 10 rồi, 16. Chồng chị chết mình trẻ quá ha. Dạ, nó có 42 tuổi thì chị mà chồng em. Em này tên gì chị? Trần Trung Nhân. Nhân, hồi nãy cô Lan có nói là con trong người con sao mà thấy thường xuyên bị nhức đầu với kiểu như là nó mệt lắm. Năm nay con học lớp mấy? Nghỉ làm, nghỉ học rồi hả? 18 tuổi, con làm gì? Trên xưởng bên kia sang bị quen á. Rồi bây giờ có mấy cái bệnh dịch này không có đi làm. Dạ. Ê, còn đi làm không? Giờ bây giờ là con đau trên đầu. Là lâu chưa? Cũng lâu rồi. Bao năm rồi? Không nhớ đâu, hình như từ cấp 2 rồi. Gần lên cấp 2 rồi vậy. Có nào bị suy dinh dưỡng từ nhỏ không chị? Không, bắt đầu cấp 2 là bắt đầu nó đau liên tục. Lúc đó hai đứa nó đi tai mũi họng thành phố, rồi nó đang ngủ là mũ nó ở trong này nè, nó cứ chảy theo cái đường đổ mũ nó ra. Mũ á? Mũ nó ở trong này. Rồi này nó bị trên đầu rồi. Cho nên mà nó đau. Này nó phải đi dập anh ray mới được, chứ còn ngoài ra là để không được rồi. Từ lớp 2 tới giờ hả? Cấp 2 Cấp 2 tới giờ 15, 12, 13, 4 tuổi gì đó. Dạ, là bắt đầu nó đau miết đó, rồi cứ đi miết. Nhiều lúc đang ngủ là mũ nó xuống cái lỗ mũi nó là bắt đầu sáng mai là phải đưa đi. Mà đưa tới tai mũi họng thành phố mới cái thuốc nó mới đặc trị được. Rồi người ta chẩn đoán là bị bệnh gì? Nó nói là viêm xoan mãn tính. Viêm xoan đó chị Lan. Nhưng mà để lâu cũng không tốt. Ủa Nhân ơi, vậy con vận động như mấy bạn cỡ tuổi con được không? Ví dụ chạy nhảy hay là vậy làm sao con đi làm như người ta được? Thấy con ốm yếu quá mà. Thì cứ làm mấy ngày nghỉ thôi. Làm không được
Làm được nhiêu tháng? Nói chung làm thì có ngày nghỉ đó trừ bớt thôi. Nhưng mà bình quân là một tháng là con đem về được bao nhiêu tiền? Tầm 3 triệu. Làm cái gì? Làm cụ thể là làm cái gì? Kiểu như người ta may ra thì mình ngồi cắt mấy cái liệu người ta. Trong xưởng may ha? Làm gần đây không? Làm gần đây không? Chỗ bốt đỏ. Ủa nhân này á chị, là mình không có đủ điều kiện để cho đi học hay là nó học không nổi? Còn anh? Còn anh hai? Anh hai thì học xong 12 rồi, anh hai cũng đi làm. Làm nuôi lại mấy đứa này chứ bây giờ công việc chị là không có nữa. Ví dụ hồi trước á, mới 1-2 năm trước anh mất á, thì công việc nó còn đều. Còn bây giờ càng ngày á, hàng nó ra càng nhiều, mẫu mã nó càng rẻ nữa, người ta mua. Vậy là cũng bây giờ là nhờ thằng hai với thằng Nhân đỡ chút xíu. Nhân chứ một mình đi. Một mình chị là không có thể nào mà kham nổi hết. Chị là thua rồi đó. Mà làm đứng cái máy này mình cũng đã thấy sốt rồi. Cũng như người phụ nữ mà đứng cái máy này thì chị cũng thấy sốt lòng đó. Nặng. Nói chung là mỗi lần mà bưng một cái cây là phải nhờ. Nói chung là hàng nặng là mình phải nhờ. Nhiều lúc có ai đi qua hay là này kia anh em bạn bè. Hồi nãy chị nói là chị vay cái gì mua cái máy nào đâu? Chị vay cái máy này. Chị vay nhà mấy lúc rất được tiền. Cái máy này nhiêu tiền chị Hường? Chị không có giống là mang ra nhà nước cho vay bên hộ nghèo là hết 30 triệu mà chị mua cái này là 12 triệu mấy trăm ngàn đó. Vận chuyển về tới nhà là gần 13 triệu. Là 4 năm rồi. Rồi bắt đầu chị trả dần dần vậy đó. Rồi bắt đầu nó có. Tại vì mỗi lần mình cần lộng một cái đồ công gì là mình phải chạy tới hôm nay là tới Biên Hòa. Cho nên nó cực. Cái công đi nó cực. Mình bỏ công bỏ việc. Giờ còn nợ ngân hàng không? Nợ bao nhiêu? Năm ngoái chị trả thì chị vay lại 50. Rồi bây giờ trả được 20, còn 30. Trả cứ trả hàng tháng vậy. Tháng trả nhiều? Thì có nhiều trả nhiều, còn tiền lời là phải trả. Còn có tháng này mà làm được thì chị gửi 500 tiết kiệm. Tháng sau mà làm được dư chút nữa thì gửi 1 triệu. Còn tiền lời hàng tháng 200 mấy 300 là mình phải trả đủ. Có đáo hạn không gì Hường? Nó có cho đáo hạn chứ, chị nhờ đáo hạn chị mới vay lại. Rồi chị mới mua cây mua cối, rồi chị mới đắp vô cái khoản mà thiếu hụt đó. Chứ những lúc tụi nó không đi làm thì chị cũng không có khoản nào. Hiện tại là chị còn thiếu tầm 30 triệu. Còn anh hai của Nhân là làm công việc gì? Nó làm ở công ty Mai Công Xuân, ở trên chỗ khu công nghiệp Bầu Xé. Giờ nó phải lo ngược lại là cho mấy em đi học. Cái con bé ở giữa là nó học lớp mấy? Lớp 10, năm nay lớp 10, trường ngoài Dùng Dân. Đây. Nó cũng có bệnh một trận là năm đầu năm lớp 9 nó có bệnh một trận. Còn ba đứa sau là con gái. Con bé này như ý là học 10, học khá ha. Học giỏi. Của lớp luôn, năm nay là được về từ nhiều dây là thầy khen. Trường chiếu phố thì mình nhiều lắm. Thôi để cho nó học đi chị ơi, học nhỏ. Cũng không biết sức chị tới đâu. Con bé, dạ con bé mà có cái bóp bóp ha. Tại em biết sao, cái tiền á, mà tiền học á, của nhà nước á, thì nhà nước miễn giảm rồi. Nhưng mà cái tiền mà để mình muốn cho con mình bằng để học kịp người ta, tiền học thêm rồi. Đúng rồi. Bây giờ không học thêm thì không lại. Người ta học đủ thứ hết thì mình phải ráng cố gắng, bởi vậy mới nói thôi con đi làm đi. Chứ không là thằng hai nó cũng đi học. Nó con làm con phụ mẹ nuôi cho hai đứa em con học ba đứa. Nó học cho xong đi rồi có gì rồi nó sao. Còn hai đứa Út học khá không? Nó học tiên tiến không, nó không có giỏi rồi. Nói chung sức khỏe của mấy đứa này nó cũng không có. Nó học được nhưng mà nó học một cặp là nó mệt. Cũng giống thằng này nó đang đi làm nhiều lúc nó mệt lắm xin gì. Nói chung á là năm đứa con của chị á, nếu mà có đủ điều kiện thì sẽ học rất là tốt từ mọi mặt. Nó giống, nếu mà giống những cái gia đình khác có điều kiện này nọ rồi thời gian tất cả các thứ, ví dụ giờ bây giờ học giỏi đi nhưng mà không có thời gian phải lo phụ gia đình này nọ thì nó cũng sa đà rồi, nó cũng không kết quả tốt. Ở đây là cái học bổng của Như Ý luôn đấy hả? Dạ. Học giỏi quá ha. Hôm nay được học bổng của bên Canon rồi này kia. Từ đầu năm giờ mới đỡ chứ còn không là thôi chị cũng khó tay luôn. Đây chồng chị đây hả? Gia đình mình như vậy đó, rồi bên nội bên ngoại có nội thì hai ông bà già không mà ông ta biến nằm 4 năm rồi, bà thì ở nhà cũng chăm ông thôi, rồi mấy đứa
cô của cháu á, là phụ cứ cho ông bà tháng 200-300 gì đó để bà nuôi ông. Còn ngoại thì ở ngoài Đà Nẵng, mà ngoại năm nay cũng 90 rồi, thua, không có giúp đỡ gì được hết. Ở phường? Ở phường xã thì ví dụ có quà rồi này kia thì người ta cũng giúp đỡ cho mình. Gửi vô ha. À, nói chung là có cái gì xã phường mình cũng ưu tiên cho mình trước. Đó, được là được cái đó, có chuyện gì là xã phường ưu tiên hết, giúp đỡ hết. Bây giờ rồi người ta kêu thằng lớn đi nghĩa vụ, nhưng mà cuối cùng là chị xin được. Nó bây giờ nó phải gắn hai ba nó nuôi em, thì hoãn cho nó mấy năm. Quản à chứ không có ấy. Quản cho nó mấy năm, bây giờ đang đưa giấy kêu Nhân đi, nhưng mà bây giờ đang dịch. Chứ mà Nhân thì sức khỏe nó không có, không biết có đi được hay không. Chứ nó làm chập là nó mệt. Đó, người ta trả cho ngày 100 ngàn, nhưng mà đủ tháng đủ lương thì mới được 3 triệu. Còn nó nghỉ thì người ta trừ các đồ, xếp quần, xếp áo cho người ta thôi, chứ nó làm nặng nổi. Hồi nãy em có nghe chị Lan nói một điều nữa là vợ chồng ở chỗ này là nhà của một cái cô giáo tên là cô giáo Thảo Lan. Lan Thảo. Lan Thảo. Người ta cho ở đây luôn. Giờ... Điện nước thì mình tính. Mình trả. Rồi nghe nói là cổ sắp có thể là bán đất. Nên là không biết là cái chỗ ở của 6 người như thế nào. Cũng chưa biết chứ. Bởi vì thì cổ mới để cấm bạn bán đó, không ai rồi bây giờ cổ cũng bán để cổ xây cái nhà để làm hàng với con cô ở, con cô cũng lớn rồi á, cho nên cổ bữa hôm cả tháng này cổ đi bán thì mới là con cũng lo, nhưng mà lo thì lo chứ giờ mà đúng rồi mua nhà cũng khó lắm. Không biết. Cổ đây cho ở là mười mấy năm hả chị? 10 năm đúng, về đây nhiều quá đó. 10 năm mà tính ra nếu mình ở nhà trọ thì chị biết nhiêu tiền nói. Trên 100 triệu phải không? 100 triệu. Mà ở nhà trọ mà ở đó mà ở 7 người ở sao được? Cái này là quá rộng rồi. Miếng giường với cái ngôi nhà cũ. Cái gì? Chỗ là ở của cái máy này là nó nặng bao nhiêu ký đây chị? Thấy chị ginh nhà hiệu à, quen à. Chạy là cho cái gỗ nó bóng hả chị? Là nãy mà mẹ nói như ý học lớp mấy? Dạ, có học lớp 10. Lớp 10 mà nó nhỏ quá ha. Thì nó tưởng... Rằng nó nằm từ vũ hết mười mấy ngày mới về, nó đẹp luôn tới giờ luôn. Tưởng lớp 6, lớp 7 không á? Dạ, đi ra mà có điều học giỏi ha. Với cái viết hả chị? À, con học giỏi môn gì? Không biết. Ở trường là con... xếp loại với lại là con hạng mấy? Hạng 2, hạng nhất lớp á hả? Nhất lớp á, tại vì nhất lớp. Con học trường nào? Dạ, trường Từ Giây. Mình cảm ơn chị nha. Vừa rồi chị không có đi học phụ huynh cho cháu á. Dạ. Nhưng mà thầy báo lên là bé học giỏi nhất lớp. Vậy là quá giỏi rồi. Cũng khen á. Cường quá. Dạ. Cường quá. Con thấy mẹ làm như vậy con nghĩ sao? Thấy mẹ cực. Thôi cũng gắng học để mà nữa thành tài rồi phụ lại với mẹ với lại hai anh. Hai anh giờ bây giờ đi làm để mà nuôi mấy em, ba em. Hồi nãy đúng rồi chị Hường cũng nói đúng là cái tiền mà học mà đóng thì nó cũng không có, cũng gán gồng được. Còn cái tiền mà học thêm, học này, học nọ rồi đó, đã nặng tiền đó. Thôi con đi vô trong đi nha. Bệnh không hả? Thì, như thế này nha chị Hường. À, chị Lan
Hôm nay dẫn em vào trong đây để em chia sẻ về cái hoàn cảnh của gia đình mình. Trước mắt là em gửi cho chị ít triệu, có tiền để mà mua sữa rồi cho mấy đứa, cũng như là cần cái gì thì mình cần thiết gì thì mình sử dụng cái số tiền. Rồi sau khi chia sẻ, nếu mà gia đình mình có duyên với lại Mạnh Thường Quân thì họ sẽ tiếp tục giúp đỡ đến gia đình. Thì em xin đọc tên một cái số tiền nha chị Hường. Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho mẹ con của chị Hường. Cô Phú xin phép được đọc cái số điện thoại của chị để mọi người có thể liên hệ trực tiếp với gia đình. Số điện thoại là 0784680418. Thứ nhất là của quán Thế Âm ở Mỹ, $100 là 2.320.000. Thứ hai là cô Lưu Ái Hương ở Canada là 1.000.000. Và cuối cùng là của chị Linh Vi ở Mỹ là 1.000.000. Thì tổng cộng là 4.320.000. Đây, em gửi chị. Cảm ơn em, dạ. Chị cảm ơn những các Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho mấy mẹ con chị. Dạ, chị đếm lại giùm em nha. Dạ. Chị cảm ơn em rất nhiều. Dạ, không có gì. Không. Cái đó, cái này, cái số tiền chỉ là coi như là cái động lực cho chị để ấy thôi, chứ thật ra là nếu mà để nói mà giải quyết mà những cái tiền nong của chị là số tiền nó rất là lớn, từ cái chỗ ở cho tới mà tiền nợ nần ngân hàng đâu. Thêm một cái phần nữa đó là về thứ nhất đi, cái chỗ ở là chị nói khi nào mà cô Lan Thảo mà cổ bán đất á, thì chắc là phải đi mướn nhà trọ chỗ khác rồi. Cái đó là chắc chị phải dự trước nha, chứ để mới mốt bán rồi không biết ở đâu. Mà em lo là cái chỗ rộng thì mặt bằng nó cao lắm. Thực sự bây giờ ra muốn đất không cũng có triệu cả tháng rồi, chưa nói là mình bỏ sự. Chị Lan Thảo thì nó to lắm, bao nhiêu năm nay chị cũng chợ. Với lại những cái chỗ mà người ta cho mướn chưa chắc người ta cho làm mấy cái này, điện đài rồi ồn rồi bụi, thật sự là vậy, khó khăn lắm. Nhưng mà còn cái nghề này thì chắc là không có bỏ rồi, đúng không? Nói chung thì mình đeo được bao nhiêu thì mình đeo thôi. Nói chung hồi trước có cái ước nguyện của chị á, là chị sẽ dạy lại cho cái thằng thứ nhì để nó có công ăn việc làm ổn định, nhưng mà nó yếu quá, nó không làm nổi. Chị đã yếu rồi, nhưng mà chị bưng cái tay còn nổi, nhiều lúc nó yếu quá nó bưng không nổi. Thấy thằng Nhân gì đâu, mới nói chuyện chút xíu cái nó ngã. Nó đang làm cho người ta là nó mệt rồi nó đi về. Với lại sẵn về cái bệnh tình của Nhân luôn, thì chắc là chị phải dẫn Nhân đi khám bệnh, chắc cái đó là phải chắc chắn đó chị Lan. Còn nhỏ mà bệnh gì đâu mà, với lại hiện giờ nó có uống thuốc gì không? Thì nó chỉ uống thuốc đầu đầu, nó cứ đầu đầu là chỉ có ra cái đó, tay mua thuốc đầu đầu vậy cho nó uống thôi. Cái đó là chỉ là giảm đau thôi, nó đâu có đúng. Nếu mà đúng viêm son thì phải đi khám rồi thuốc, chứ để lâu cũng không có tốt. Rồi trong người nó mệt gì, nó ăn uống được không chị? Thấy gì đâu mà nó còn eo ụt hơn con gái nữa mà. Chị kêu 5 đứa ra giùm em, 3 đứa kia nữa. Vinh ơi, Thu ơi, kêu hai con nữa Vinh. Nó đang cho đi hết tóc mà người ta cúp nó hết, người ta cũng cho hết tóc. Thì bây giờ là chị phải có thời gian là đưa Nhân đi khám bệnh. Còn riêng về Như Ý là phải học, tại vì bây giờ là mấy anh là lo cho con học nên là con phải chú tâm cho học, tại vì trong nhà là con là mong đợi nhất trong gia đình ha, ai cũng biết là con học giỏi. Còn riêng về phần của hai cháu nhỏ thì em không nói rồi, phải học rồi chứ không có bỏ được nha chị. Đó, như vậy thì em chắc em về nha, em về thì có gì thì em liên lạc lại với chị nha. Dạ. Chị cũng cảm ơn em, thay mặt mấy mẹ con cảm ơn em nhiều. Dạ. Em cũng để lời cảm ơn tới các Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho gia đình được. Dạ. Ủa giờ là nghỉ ấy hết rồi hả? À nghỉ dịch hết rồi, đâu có được đi đâu. Ai đi làm? Nó đi làm ca đêm, sáng nay nó mới về đó. Thôi. Xin công ty, cái đó em gái vô thôi chị, cái đó ngày mai mốt người ta kêu cường. Làm cái trộn tự nhiên được đó, nó đi làm cả đêm, nó xin công ty cho nó làm cả đêm để mình thêm lương, chứ bây giờ lương căn bản của nó chưa tới 5 triệu.
không có đủ, nên nó phải làm hai ca đơn để chứng thêm. Yeah.